chiên hết cái này, mình chiên lần thứ hai nữa nè. Chiên xong mình chỉ có bỏ qua bên miếng dầu thôi. Nè, tôi đang bỏ giấy thấm dầu cho nó thấm bớt dầu. Hấp dẫn quá. Nhưng mà chiên lên thì cái mùi nó thơm ra luôn á. Sẵn có mấy chỗ hở này được. Mấy chỗ hở anh tranh thủ thời gian cho cái chảo tôm mình vô. Cái này gọi là gì ta? Em củ đất. À, gì á? Tôm đất không? Tôm đất. Bỏ vô mấy chỗ trống luôn đi. Này bữa trước ăn cũng ngon lắm đó Cường. Cái này là như đặc sản của Bình Định. Còn nem cô bể này là đặc sản của Hải Phòng. Ha? Đúng. Chiên lên thấy thơm dễ sợ thì. Hello mọi người nha, bây giờ chuẩn bị làm đồ ăn đây. Nguyên liệu ngon nè. Này món này hôm nay là của Cường sáng chế nha mọi người. Cường là hả đặt cùng mua luôn nè. Nấu ăn của nhà anh Bảo Hoài kỳ quá nên nay hả em mua là anh đãi lại đúng không Cường? À, đâu có gì đâu kỳ. Anh vậy dễ thương lắm, con có game bút vậy đó nên là rất là vui. Ủa cái gấp đâu ta? Đũa kia rồi. Ủa gì sao? Đây. Làm tô. Ê, ô cái dưa leo này chắc quá. Ai sắc vậy? À, sắc vậy em mới ngon thôi. Hả? Ừ. Ngon quá cả nhà ơi. Cũng nem cua bể với lại chả ram tôm đất. À, nhà mình vợ nói chung cũng hơi bận nên ăn cái món gì mà làm đơn giản cho gọn cho lẹ để còn nghỉ ngơi. Ồ. Nên á hả chọn những cái món ăn mà nhanh đơn giản nhanh gọn lẹ rất là ngon nha nhà. Em cua bể ăn với bún là ngon lắm ha. Ba cái em cua bể với ba cái chả ram này phần của mình cũng đó, bún. Ít bún này nay con cũng làm cho mẹ ít thôi chứ xíu thiếu đậu phộng cả nhà ơi. Thôi không sao về quá ok rồi ha. À, để đây tô rồi cho anh tô đi không mới tính được không. Ở đây có Cường là hả hầu đó. Hôm nay có ông ngoại ngồi vô bàn luôn nghe cả nhà. Rồi hôm nay tại mấy bữa này mọi người biết sao mình bị cảm CV, sốt CV á. Cả tuần lễ này luôn. Mình cả nhà luôn ho cảm không đi đứng đâu được á. Nên chỉ có bà xã mình cũng bệnh á nhưng mà cũng ráng đi đó. Ráng làm việc phụ mấy đứa nhỏ này. Chứ bệnh quá thì mình chỉ có nằm không à. Mới bớt bớt ngày hôm qua giờ nè. Lây qua lây lại hết trơn cả nhà. Cũng vậy đó. Từ ngày á hả có bạn Cường á hả công việc cameraman bạn Cường dành khỏe. Cường quay chính xác ai cũng khen hết trơn. Ai cũng khen là Cường quay đẹp hết trơn. Mốt hay làm anh hay bảo làm cái chân cameraman đi Cường ạ. Cường dễ lắm, đi đâu mà hả đi ăn đâu mà Cường đi theo là Cường ngồng quay hết nha. Cái này là Cường giới thiệu là Cường ăn đồ ấy mọi người nên là hả nó rất là ngon. Nói mẹ mày mới kêu lạnh lấy ba trái của mày. Ngồi vị trí đi. Ngồi vị trí đi Cường ơi. Rồi. Nhiệm vụ mình xong rồi nha. Em ha. Bỏ bên kia, bỏ bên kia trước, cho rau trước. Cho rau trước. Cho nè con. Để rau vô đi, rồi để bún lên. Rồi, đó, cho bánh cửa cho Cường. Cường xúc bơ cho nó, rô đại cho nó đi. Cường bé bỏng. Nó chú ý cho nó ăn mấy cái này như vậy nè. Hả Cường? Cái ăn cái này ít quá. Lỗ em.
Đưa đây. Rồi, mời cả nhà. Rồi, đây đây, go. Đây dạ cô ấy cho tô nước mắm đây ai rồi, ăn vô luôn. Rồi, 2 3 xin rồi, chào mọi người nha. Xin chào cả nhà nha. Rồi, hôm nay quay lại với món bún chả ram. Chả ram với nem cu bể. Nem cu bể. Nem cu bể ngon lắm à con ha. Đúng rồi. Ngon như vậy không? Chào quá. Mình nó thì thủy chung với nước tương. Chung sĩ với nước tương. Ai ăn gì ăn cho mình đi ra, mình cháu nội mình cũng giống mình đó mọi người. Nhưng thích anh ăn đừng nước có tường, cháu vậy. Cho nó cái gì cũng cho nó ăn. Cái món khói khẩu. Để nó dễ ăn sao. Vì đâu có gì ăn đó. Rồi xin mời cả nhà mình nha, dùng chung với mình bữa bún hôm nay. Ăn. Ăn nhiều quá, từ từ chứ mà ý là mình phải chán từ từ thôi. Để cho mình bỏ nó mặn, không chết luôn. Mặn nó bỏ bún thêm nha, không ngớt. Tại cái tinh túy của các món ăn là tùy vào các loại nước chấm. Mình thích đó, mình nói là ăn cơm tấm phải ăn với nước mắm, ngọt, ăn bún mà nó ăn vậy. Chứ còn mà ăn có ăn cơm tấm như ba mình cũng ăn cái nước tương. Rồi ăn bún cũng ăn nước tương. Nên thành ra nên cũng bể ngon các bạn. Thành ra là nó mất đi cái tinh túy. Tập cho nó ăn cái gì nó cũng ăn được. Rồi bữa này nó mấy bữa này nói chung quy là mình không có vô trong clip được. Là mình bị bệnh đó mọi người. Bị bệnh cấp tuần lễ này luôn. Hôm nay ngày hôm qua đến giờ nó thấy đỡ ngất rồi, nó nổi đây. Nó qua đi không nổi luôn. Để mọi người hỏi sao không thấy mình vô trong clip á. Ngon quá. Nước mắm ngon. Ngon. Hôm qua mình cứ đứng ra tổ chức thay hàng xóm mình cúng cái tất niên xóm dù quá trời luôn. Ai cũng thích đi ra. Nhưng mà cái lúc cúng mấy mưa cả nhà nên bảo không có quay clip lại cho cả nhà cô chú coi. Ai cũng nói qua rồi hả ông? Hàng xóm nè, anh em nè, nhạc sống nè, có Thi Bảo thuộc gia nữa. Rồi Thi Bảo thuộc gia đến luôn. Nguyên cái hẻm của mình từ ở trong mình ra tới ngoài đường luôn, mỗi người ai cũng đều thắp nhang coi ha. Dạ. Yêu dễ lắm. Người ta quá cũng vui, ai cũng nói vui. Tại vì mà phấn khích nữa. Thứ bảy tuần sau thì tới nhà chú Diễn nữa. Ừ. Chú Diễn mời mình rồi. Tuần sau nữa. Điên tôi mình năm mấy Tết. Mình năm mấy. Hả? Mình năm 55, 57 gì à? 56 đi. Nghỉ tất niên rồi con cũng mời anh mấy anh em sớm rồi Diễn Chính nè, gần anh Bình rồi. Với em gọi ba má mấy anh chị em lên chơi. Sẵn mình cũng đất đai luôn. Ừ. Nó ra bên kia hả? Đây nữa nè. Kia bên đây luôn. Ừ. Mua mà chưa cúng. Mình thẳng là không là mình cúng là mình cũng đắp vai rồi đắp nguyên luôn. Ừ. Rồi khao quân bữa. Ừ. Để nghỉ đó, nghỉ cho mấy mấy nhân viên trong nhà mình thoải mái tự do. Ừ. Mà cũng chơi buổi tối vậy bảo, ủa mà buổi tối thì trên nhà. Nhà ngoài ở ngoài cũng được. Nên thôi vậy, cứ mình cứ tổ chức chiều ổng bảo lên đây này chơi, buổi tối ổng bảo về đi xe ấy mà, lo gì nha. Chơi quá. À. Chơi cũng cứ gái ấy là phải 10 giờ dưới 12 giờ, 1 giờ. Chiều thứ 7 chủ nhật ai cũng nghỉ hết ngủ. Mà dạ. Vậy với nhà con nói chứ cùng đêm được, có con nít rồi này kia đi qua đó phải khuya về. Khuya về mấy đứa nít này nghèo lắm lắm. Rồi thôi lên chơi chiều thứ 7 lên chủ nhật về. Ngủ sáng về. Lại đêm. Ngủ sáng đi ăn sáng xong về. Ừ. Đó là để con coi. Bây giờ chú nghỉ rồi hôm có khỏe không? Bây giờ nghỉ áp lực rồi hôm á. Ừ. Trời tội nghiệp. Lắc chú nghỉ thôi, nói chú nghỉ mình. Nãy mới gọi cho thằng Thuận. Hỏi ba rồi sao rồi? Rồi bị kẹt. Bị kẹt tại Thổ Nhĩ Kỳ, giờ mình từ Thổ Nhĩ Kỳ nó không cho bay tiếp, thì bây giờ phải về lại Mỹ. Trả lại rồi giờ. Dạ. Trả lại về Mỹ lại rồi. Bây giờ tháng 4 mới về tới đây là. 30 tháng 4 mới về. Ồ. Tháng
Còn đó, mà hôm qua có sức rồi hả? Hôm qua mẹ hỏi thăm Ngọc đó, Ngọc nó có thể, một đó là nó chơi về, hai là cho quay lại Mỹ. Trời, khổ. Mẹ tính ra nó cho bằng đủ số gần bằng 6 tháng bên Mỹ luôn á. Đây mới giờ mới tháng 1, ở tháng 4 nữa kìa. Cuối tháng 4. Tôi tệ hả bảo? Dạ, tháng 4 tháng 4. Tệ, đúng rồi trời. Tội chứ. Tội là. Tội nha. Dính nó luôn. Khủng khiếp ghê. Mà yên ổn mà nó khỏe rồi chứ còn. Thiệt đó. Mà tại sao có cái đường bay á, Thổ Nhĩ Kỳ ta? Đâu giống như này. Giống như dịch á, rồi cho đi bay. Quá cảnh tùm lum á. Dạng như dịch vụ nó làm á. Ừ, dịch vụ á. Làm bay qua mấy nước dễ nó hiểu, dễ để đưa về á. Đúng mà, mấy người bán vé máy bay cũng bảo đảm cho mình nên mình mới mua vé bảo. Cuối cùng bây giờ không được cái mình chị mình là người chịu thiệt thòi. Đâu ảnh hưởng gì họ đâu, phải khổ vậy á. Không, trả tiền lại. Có không? Có, trả tiền lại chứ. Ở giữ tại Thổ Nhĩ Kỳ 24 tiếng đồng hồ. Trời đất ơi. Không ăn không uống luôn mọi người ơi, tội nghiệp dễ sợ. Mà như có ăn mà ăn không được á. Thức ăn hả? Đúng rồi, thức ăn không được. Hồi giác. Thức ăn không hỏi gì kỳ khó ăn. Mình không quen đâu biết ăn được. Để mai không? Tối nay hoặc mai gọi hỏi thăm chứ nữa. Giờ tôi thấy mất buồn lắm. Cái gì cái nô nắm về cháu về cháu nội nói thôi cho cháu nội phải nhớ dữ quá luôn. Ví dụ thò mình nói mình đi 6 tháng mình về, đúng rồi, thì mình không có buồn. Tự nhiên mình nghĩ mình đi công việc mình về mà công việc mình về không được mình buồn, cái tâm lý là vậy. Cái ấn định ngày đó về mà trước đó mới hồng nô thời gian em về không được, với lại nhiều khi đó nghỉ đi có 3 tuần à, nên là sắp xếp công việc chỉ 3 tuần thôi. Chú Nghĩa em, chú Tám em mình đó mọi người, công việc bận rộn dữ lắm. Hai vợ chồng cả nhà không lắm tay lắm chân luôn. Đó. Chú Tám nói chứ cũng đỡ lo cái là mấy đứa nhỏ nhà nó giỏi. Ở nhà có mấy đứa con trai nó giỏi. Chỉ cần chú gọi điện thoại đi về điều khiển là tụi nó làm. Nó sắp xếp công việc hết luôn. Đâu đó gọn hết. Từ lớn cho tới nhỏ luôn. Được cái là bốn đứa con trai nó giỏi, biết nghe lời cha mẹ, không có phá phách gì hết. Biết lo làm ăn, tập trung lo kinh tế, không đứa nào nó nấy lo làm kinh tế không. Rất là giỏi, cháu mình nó giỏi lắm. Mà nói chung quy là cháu của mình đứa nào cũng vậy. Nên mấy mình tự hào chứ cháu của mình từ trở nhỏ đứa nào nó nấy cũng lo làm ăn kinh tế không. Không chơi bờ, không gì hết trơn. Chỉ có lâu ngày anh em tập trung trở lại vui vẻ nhậu nhạt rồi này khi khách nợ chơi cho vui thôi chứ còn. Ngồi ra là không chơi bờ cái gì hết. Có cái hay vậy đó. Mình cũng rất là mình cảm thấy mình cũng tự hào về cái bài cháu của mình. Đúng không? Đứa nào đứa đó thì không phải mình nói chứ đứa nào đứa nấy mới lớn lên ra rồi là có sự nghiệp hết. Làm ăn. Mặc dù đứng đằng sau lưng rồi có cha mẹ đó nhưng mà tụi nó tự động kính sinh nó quật lên nó làm. Chứ nó ít bây giờ nó ỷ y tới cha mẹ lắm. Bây giờ nghĩ đi cha mẹ mình có làm có tiền có đồ này kia cái nọ không? Tự động bươn chải ra đời làm. Khi nào ví dụ như là muốn làm cái gì, muốn cái gì là mượn ba mượn mẹ, mượn là trả. Nó có cái đặc biệt vậy đó. Không xin rõ gì hết á, mấy đứa cháu mình. Bảo nhà mình cũng vậy hả? Cũng vậy, cũng làm biết lo cho cha mẹ, biết thương cha mẹ lắm. Ví dụ như để dành được cho cái vậy đủ tiền. Muốn thấy cái nhà nhỏ nhỏ nào mà được cái là mua rồi mượn tiền ba mẹ. Mượn, cho mượn. Mua bán kiếm lời mình giúp con, mình giúp vậy ra nhà mình mới để đúng dành rồi. Tiền để chờ khi con mình nó cần giúp thì mình sẽ giúp, đúng rồi. Nhưng mà hả, mình có làm để cho nó ý y mượn là cái nó lo trả lại hả? Sáng nay nó nhà cái nhà nhỏ nhỏ mình sửa bên Tân Phú á, cho thuê cũng 6-7 tháng này, dạ 6-7 tháng này rồi em này, tháng này nó trả rồi. Đang cho thuê 4,5 triệu nên cô chú anh chị nào mà muốn thuê nhà của Việt Tân Phú mà coi lại cái video mà mình sửa nhà đó, hai mặt tiền đó, liên hệ mình để thuê nhà ha. Mà ai mua được giá cũng bán luôn. Bán lại gom lại. Bán lại gom lại. Dạ.
Ngon quá hả? Tôi ăn đơn giản không? Mình đi ăn hết tô luôn nè, ba đứa bụng đói giờ có thêm bún không? Cho ăn mắm thêm. Mình ăn hết tô luôn. Cho ăn mắm thêm luôn cơ. Ăn cho nó nhiều mà. Ngon luôn. Ngon. Mình nghe có tưởng lên là bắt đầu lên tiếp theo. Sáng thì ăn sáng là tới trưa bắt đầu mất cái xế. Nghe được cái là ít ăn nhưng mà nhờ có cái mảnh nuốt. Này cháu nó béo phì chút xíu. Cô chú ông kênh ăn kem cường tròn tròn mà dễ thương. Dễ thương à. Tính dễ thương lắm mọi người, rất dễ thương. Anh là nói bạn Cường ở đây là shipper riêng cho mình nhưng mà những ngày mà không có đơn nó cũng ở đây chơi. Trời sáng trời hiền lành lắm. Đó, đi đâu đi cái sáng qua ăn đợt, chiều qua ăn đợt vậy đó, để chơi rồi tối về rồi ở nhà hai anh em nó cũng buồn. Thì mình con cũng qua đây chơi biết con thân như con cháu mày muốn trong nhà vậy đó mọi người. Ăn uống gia đình chia sẻ rồi ăn thì ăn có gì thì ăn cái đó. Gia đình mình thì được cái là rất là nồng hậu, tiếp khách nồng hậu lắm. Đó. Không chú, có cái gò bó. Anh chị nào mà thấy em Cường dễ thương thì vô coi like ủng hộ cho Bảo ha. Ai mà thấy em mà có con gái mà hả em nào mà thích anh mẫm mỉm là anh làm mai luôn cho mai luôn giả luôn luôn Cường giỏi lắm nha cả nhà, mà anh ngày hai ba chớp à. Chứ không phải ở đây nếu mà ngày nào không có hàng trong phố là sẽ chạy là đi chỗ hãng xe làm chớp khác giỏi lắm. Rồi thôi video ngày hôm nay thì cũng nhanh gọn lẹ thôi. Thì mình cũng xin kết thúc ở đây nha mọi người nha. Mình cũng xin gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người đã quan tâm đến gia đình nhiều. Cũng như thời gian vừa qua là mình không có ngồi trong cái video này đó. Mọi người cũng có hỏi thăm. Mình xin thành thật cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp lại cô chú anh chị vào ngày mai nha. Bye bye. Chào tất cả mọi người. Ở nhà.